Xin chào tất cả các bạn ạ. Hiện tại là mình đang có mặt tại một phòng giảm béo của Viện Thẩm mỹ Korea và đang xin quay trực tiếp một chị khách hàng đã liệu trình làm giảm mỡ Matibo được 15 ngày rồi. Hôm nay đang có xin quay lại quá trình của chị giảm mỡ thì đang có muốn là trò chuyện với chị một chút. Chị ơi, em chào chị ạ. Chị ơi, cho phép em quay một đoạn ngắn để cùng trò chuyện với chị được không ạ? Vâng ạ, thì em được biết là chị đã làm liệu trình này được 15 ngày rồi. Thì hiện tại là cái tình trạng mỡ của mình khi về nhà thấy đào thải như thế nào rồi chị? À, chị đã thấy đào thải tốt ạ? À? Chị đi vệ sinh chị thấy như thế nào? Chị có thấy ra các cái váng mỡ không? À thế ạ, chị ơi chị có thể là chia sẻ to hơn một chút được không ạ? Bởi vì là các bạn rất là muốn lắng nghe cái ý kiến của chị khi là chị làm liệu trình mất pin chị ạ. Chị về nhà chị đi đào thải là chị có thấy ra các váng mỡ ạ? Ra nhiều đúng không? Trong cái quá trình đấy 15 ngày đấy chị sinh hoạt như thế nào? Chị ăn uống như thế nào hả chị? Bác sĩ cũng có hướng dẫn cho chị một cái chế độ ăn uống hợp lý đúng không ạ? Có. Vâng, thì hiện tại là em cũng có nhìn qua hình ảnh của chị buổi đầu rồi. Thì đây có cho các bạn khán giả xem qua hình ảnh của chị. Cái tình trạng mỡ lúc đầu của mình nó rất là nhiều. Đây là hình ảnh của chị Mai Anh buổi đầu tiên. Lượng mỡ rất là nhiều ạ. Và bụng rất là to. Đấy. Đây nữa. Chị ơi, chị có muốn xem lại hình ảnh của mình buổi đầu tiên không ạ? Chị không muốn xem à? Hiện tại thì vừa rồi khi mà chị đến để bác sĩ bên em có kiểm tra lại thì bên chuyên viên có kiểm tra cho chị về số đo. Thì em có thấy là hiện tại tình trạng mỡ của chị giảm tương đối là tốt rồi. Vòng nhiều nhất của chị là cũng từ 92 mà giảm xuống được còn 77 cm. 92 giảm xuống còn 77 cm rồi. Đấy, và liệu trình của mình như vậy là 15 ngày rồi. Chị ơi, chị có cảm thấy là hài lòng với phương pháp như thế này không ạ? Rất hài lòng. Chị cảm thấy hài lòng à? Chị là có được bạn bè giới thiệu hay là chị tự tìm hiểu trên Facebook qua cái thông tin về liệu trình vaccine hả chị? Em được bạn em giới thiệu ấy, thì bạn em đã từng làm liệu trình này bên mình rồi. À, bạn chị đã từng tham gia liệu trình vaccine tại Viện Thẩm mỹ Korea rồi ạ? À? Và bạn chị giảm có hài lòng không? Chính vì hài lòng nên mới giới thiệu em đến đây. Thế à chị? Chị là có ở xa không chị nhỉ? À, chị ở Hải Phòng hả chị? Vâng, thì hôm nay rất là cảm ơn chị đã chia sẻ với Korea về cái quá trình làm liệu trình Matibo. Và rất là nhiều khách hàng cũng rất là muốn là hỏi chị một chút là chị có cảm thấy là trong quá trình mình làm liệu trình Matibo có bị đau không ạ? Không đau, không mệt. Không đau, không bị mệt đúng không ạ? Lúc đầu em cứ lo sợ một chút nhưng mà đến khi vào làm thì em thấy thoải mái. Thế ạ, vâng. Rất là tốt. Korea rất cảm ơn chị vì đã có những ý kiến đóng góp cho Korea. Và hiện tại là em được biết là hôm nay chị qua ngoài cái liệu trình được hỗ trợ săn chắc như thế này, chị còn qua để làm liệu trình về chăm sóc da mặt nữa đúng không chị? Ừ. Vâng. Hôm nay chị... là em đến để chăm sóc, em làm mặt nuôi da collagen. À, hôm nay là chị có làm liệu trình nuôi da collagen. Chị làm được mấy buổi rồi? Em làm 3 buổi rồi chị. Vâng, em cũng thấy là da của chị được cải thiện rất là nhiều. Thì hôm nay thì em muốn quay gần lại một chút để cho các bạn xem về cái tình trạng mỡ của chị nhé. Đây. Đây là bụng của chị Mai Anh ngày hôm nay. Các bạn có thể là so sánh với cả buổi đầu tiên cái tình trạng mỡ của chị. Bụng của chị hôm nay rất là đẹp rồi. Có một đường hõng eo ở bên. Cũng là do ăn uống không được chế độ tốt nên là bị tăng cân. Đây là buổi đầu tiên của chị. Đấy. Mỡ rất là to, bụng rất là to. Bụng hôm nay đã rất là đẹp rồi. Wow. Bụng rất là đẹp, da rất là mịn. Korea cảm ơn chị rất là nhiều chị nhé. Và hy vọng là khoảng 10 ngày sau nữa thì mình sẽ có một cái kết quả nó tốt hơn như thế này.